bạc. Hôm nay mình sẽ nấu một món lẩu chay tục một ngày mới. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Hôm nay mình sẽ nấu món lẩu chay. Món lẩu của mình thì nó sẽ có hai trái cà chua và khoảng 100g đậu bắp cùng với đậu hũ tươi. Đậu hũ tươi mình sẽ để vô luộc, luộc dai nó sẽ rất là ngon. Nấm bào ngư, nấm rơm. Mình sẽ có nấm nấm hương. Nấm bằng nấm rơm và khoảng nửa khía nấm hương. Chuẩn bị một cái nồi hoặc cái chảo, chảo trứng dính để chuẩn bị nấu nước lẩu, nấu nước súp lẩu. Một ít tỏi, một ít cà chua, 200g bò viên. Bò viên chay nha các bạn. Đậu hũ tươi. Cắt miếng vừa ăn thôi. Rồi chảo nóng rồi mình cho dầu, mình cho tỏi vô. Cho tỏi vào chảo. Đảo đều. Đợi cho tỏi vàng lên. Vừa vàng thôi, đừng vàng quá. Rồi mình sẽ cho cà chua vào. Tiếp tục cho đậu hũ tươi vào. Rồi chúng ta sẽ nêm nếm. Hạt nêm, hạt nêm nấm hương nha các bạn. Một ít muối. Một tí xíu bột ngọt thôi. Mình giảm không ăn lượng bột ngọt nhiều. Và một ít đường. Nửa muỗng ăn canh đường thôi. Nhiều quá nó sẽ không ngon. Mình sẽ cho 2 tô nước lạnh. Và tiếp theo mình sẽ cho chả bò vào viên. Nấm rơm và nấm đông cô. Nấm hương cũng được. Thank you.
và bắp non. Bắp non nhỏ thì bạn để nguyên trái, còn nếu nó có to quá thì nó cắt ra, nhưng mà tốt nhất là nên mua trái vừa ăn, đừng mua to quá, nó sẽ không còn là bắp non, nó thành bắp già rồi. Đợi cho nước lẩu nó sâu lên, sôi lên là nó chín tất cả những cái đồ ở trong nồi lẩu thì mình sẽ nhắc xuống bếp. Khi nào mình ăn thì mình sẽ để lên cái bếp cồn cho nó sôi lên rồi mình nhúng cái rau. Ở đây thì mình sẽ nhúng hoặc là rau muống, hoặc là bông bí, hoặc là xà lách son, tùy theo sở thích của mỗi người thích ăn rau gì đó. Để thôi, xong. Đây là rau muống, mình chuẩn bị rau muống để mình ăn với lẩu. Các bạn có thể mua thêm thích ăn bông bí hay xà lách son hay hoặc là bông thiên lý gì đó. Bởi vì lẩu thì ăn rau rất là phong phú, mình có thể ăn với rất là nhiều loại rau khác nhau. Nhưng ở đây thì bọn mình chỉ khoái ăn với rau muống nhiều hơn, thích ăn rau muống bởi vì trong rau muống nó cũng có rất là nhiều chất bổ. Nhưng mà cũng không may là không gặp ngay cái mùa có bông bí. Thật ra thì ăn với bông bí cũng rất là ngon. Bây giờ mình trước mắt mình chỉ ăn với rau muống thôi, chứ đồ bổi ở trong lẩu, trong đó gồm có nấm đông cô, nấm rơm, đậu hũ tươi, bắp non, bò viên, trong đó là đồ bổi cho lẩu. Còn bây giờ là rau để ăn, nhúng vô lẩu để ăn. Đó là món lẩu chay của mình đã hoàn thành. Mình chỉ cần nhắc xuống rồi để lên bếp cồn, mình để lửa cho nó sôi lên, mình trụng rau ăn. Có thể ăn với bún, có thể ăn với cơm, rồi có thể ăn với mì gói bỏ vô trụng cho nó chín, tùy thích. Đồ chay rất là an toàn cho sức khỏe, không sợ thịt bẩn, không sợ thực phẩm không an toàn cả. Đồ chay ăn rất là an toàn. Thêm một khuyến cáo nữa là đồ chay ăn cho tâm mình thanh tịnh, lắng động trong cuộc sống bận rộn, trong cuộc sống quay cuồng muôn màu. Thì khi chúng ta ăn chay vô, thân tâm của ta sẽ nhẹ nhàng, thanh thản. Bởi vì triết lý đơn giản của riêng cá nhân của tôi thì ăn để sống, niệm Phật để chờ chết. Cuộc sống này không có gì để mà cho mình cái cảm giác hạnh phúc hơn là được ăn chay, được niệm Phật. Bạn là người sành ăn cay thì bạn nên thêm một ít sa tế, bởi vì khi lẩu với sa tế tăng có một chút độ cay lên làm cho lẩu, cái nồi lẩu của mình sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng mà đối với những người ăn cay thì không cần để cũng được, nhưng mà nếu mà những người chuyên nghiệp ăn cay giỏi thì nên để sa tế vô, bởi vì cái hương vị cay nó sẽ làm tăng cái độ ngon. Nồi lẩu đã hoàn thành, chuẩn bị thưởng thức. Xin mời.